Chào toàn thể anh em. Ngày hôm nay mình làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài, giúp anh em đi đánh cái bộ môn bài bịp là chiến thắng tuyệt đối 100%. Đấy, thì cái kính áp tròng này nguyên lý hoạt động như nào? Khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào thì anh em có thể nhìn được bài như bài ngửa. Anh em chơi bộ môn bài gì anh em có thể thắng 100%, đã chơi bài ngửa thì anh em gần như thắng tuyệt đối rồi. Đấy, thì cái kính này rất là dễ sử dụng. Bây giờ tôi sẽ cho anh em xem này. Cái kính này nhà tôi là cái kính gọi là đẳng cấp nhất hiện nay, cái kính là nhập khẩu từ Mỹ. Đây tôi cho anh em xem cái vỏ hộp trước. Đấy. Made in USA. Đây là một kính là đeo êm mắt, không cộn mắt, không chảy nước mắt. Đấy. Và đặc điểm là nhìn bài cực rõ luôn. Đây, tôi sẽ cho anh em xem này. Thì đây là cái cây đeo kính của nó này. Anh em khi anh em mua hàng thì anh em cứ qua cửa hàng. Đấy. Đây. Anh em đến trực tiếp cửa hàng của nhà tôi. Cửa hàng của tôi thì nằm ở bến xe miền Đông Sài Gòn và bến xe miền Hà Nội, tránh phải mua hàng giả hàng nhái. Còn anh em ở xa thì tôi có thể gửi xe ca xe đò về cho anh em. Đây là cái kính áp tròng anh em này. Đấy. Kính nhập tôi nhập khẩu từ Mỹ này anh em này. Khi anh em đi chơi, cái này đeo cực dễ luôn, anh em chỉ cần dùng cái cây để anh em áp vào mắt, vạch mắt ra và anh em áp vào mắt là ok, là nó sẽ nhìn được bài rất là ok. Đấy, đơn giản, dễ chơi, dễ sử dụng. Thì đối với kính áp tròng này thì anh em cần những bộ bài, thì bên nhà tôi có thể làm được tất cả các mẫu bài, từ bài nhựa, bài caro, bài rồng, bài ướt, bài táo. Đấy. Thì đây là một số cái mẫu bài tôi sẽ cho anh em xem này. Rồi, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu đến anh em cái mẫu bài, đó là bài Double K 2001. Đây là một cái mẫu bài là cực phổ thông ở Việt Nam. Đấy, rất nhiều anh em chơi ở vùng miền đều chơi cái bài này. Cái bài này thì cực cứng anh em ạ, giống hệt cái bài ở ngoài tiệm tạp hóa luôn. Đấy, đời mới. Ba phí. Này, anh em nhìn này. Thì bây giờ tôi sẽ đeo kính cho anh em. Anh em lưu ý cho tôi này. Khi anh em đeo kính thì anh em nhìn như chơi bài ngửa, nhưng có một cái lưu ý là phải bài nhà tôi qua xử lý anh em nhá. Còn bài ngoài chợ cũng có rất nhiều anh em điện hỏi là bài ngoài chợ có nhìn được không. Tôi đảm bảo với anh luôn nhưng là không bao giờ nhìn được nhá. Đây tôi sẽ cho anh em xem này. Đây anh em nhìn này, đây con ca này. Đấy, anh em nhìn thấy không, con này con ca bích anh em nhá. Đây. Đấy, quy này, con gì này, anh em nhìn rõ không? Đây tôi sẽ cháo đi, tôi sẽ đọc cho anh em xem. Anh em nhìn này, đây là cái mắt camera tôi áp vào. Còn nếu mà anh em để mà nhìn trực tiếp bằng cái mắt này thì nó sẽ gõ gấp 10 lần. Còn đây con 6 này, con này là con 6 rô anh em nhá. Đây. À, 6 bích anh em ạ, à, 6 tép nhá. 6 tép đây. Có gần là 6 tép. Thì tôi sẽ tìm cho anh em con 6 rô này. À, con rô này, chứ đây con cờ, đây, đây là con rô. Đây là con di rô anh em nhá. Đấy. Đây là con 10 rô này anh em này, nhìn là dấu cộng là 10 rô này. Đấy. Còn cái móc chìa khóa là con 9 để mà phân biệt giữa con 6 và con 9. Đấy. Đây. Còn tiếp theo, bên cạnh đó thì có những cái mẫu bài khác nữa. Đó là những mẫu bài cho anh em vùng miền như chả như miền Tây, như Kiên Giang rất hay chơi cái bài này. Anh em có thể nhìn vỏ hộp này. Đấy, ngoài ra còn ngoài Bắc thì hay chơi cái bài ớt này, bài táo này. Đấy. Đấy, anh em có thể nhìn qua bài. Đây anh em nhìn này. Tôi sẽ chiếu cái ấy vào này, mắt vào này. Đây anh em nhìn này, đây. Rất rõ ràng anh em nhá. Con 1 này, con át này. Đấy. 2 này. Đấy, 3 này. Đấy, anh em nhìn thấy rất là rõ ràng. Đấy. 6 này. 7 rô này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đây, cái phần trên này là cái phần đánh dấu chất anh em này, chất rô này. Đấy, con 10 rô này. Đấy, tiếp theo này, nó sẽ qua bài đỏ. Đây tôi anh em cho nhìn xem cái vỏ hộp này. Và tiếp theo là cái bài xanh. Bài xanh một cái bài xanh này, thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp đến cái số điện thoại của tôi. Đây, anh em có thể xem qua là 0984 80 469 anh em nhé. Anh em liên hệ trực tiếp với tôi cái số điện thoại này, Zalo, Facebook của tôi. Anh em đánh cái bài thì anh em cứ alo cho tôi. Đây, đây là một bài lưng xanh này. Ở đây cái vỏ hộp nó cho anh em xem. Đây. Và cái bài cũng rất nhiều nhìn như lơi chơi, thì đó chính là cái bài bài cúc. Đấy. Anh em có thể xem này, đây là cái mẫu bài cúc này.
bài cúc áo nhá, nhiều anh em gọi là bài cúc áo. Đây là lưng sau in rất nhiều cúc, anh em thể xem qua là vỏ của nó. Và một cái bài nữa ở cái vùng miền Tây hay là những cái vùng khác cũng rất hay dùng, đó là cái bài đô la trắng hay là đô la vàng. Đây tôi cho anh em xem, do cái diện tích bản rất là hẹp nên tôi không thể trưng bày hết cái bài, các mẫu bài ra đây được. Đấy anh em nhìn này, đây là cái mẫu bài đô la anh em nhé. Và bài nhựa thì tôi cũng có cả. Đấy, đây là cái mẫu bài nhựa. Đấy, bài nhựa Royal xanh và đỏ đều có anh em nhé. Đấy thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em alo trực tiếp số điện thoại của tôi. Bên cạnh cái kính đẳng cấp nhất này thì bây giờ tôi còn có những kính, mẫu kính gỗ, hộp gỗ. Đấy, hộp gỗ kính thì được bảo quản trong một cái lọ nước ngâm kính như này. Đấy, khi anh em đeo kính thì anh em vớt cái kính ra, anh em rửa qua cái nước suối đi là anh em đeo mắt nó rất là an toàn thôi. Kính này có thể sử dụng được 3 đến 4 năm anh em nhé. Đây là một loại kính Hàn Quốc này, kính hộp nhôm này. Đấy, anh em có nhu cầu mua lại kính gì cứ alo cho tôi, thì tất nhiên là tiền nào của đấy, anh em mua lại tốt thì tiền nó sẽ cao nhá, kể cả bài cũng vậy. Đấy thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em cứ qua cửa hàng, hoặc là có thể tôi gửi bưu điện về, hàng của tôi đã đảm bảo cho anh em 100% là hàng chính hãng, hàng công ty, anh em hoàn toàn yên tâm để em sử dụng, anh em chơi. Rồi cảm ơn anh em xem video. Xin chào lại anh em, ngày hôm nay mình làm video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là máy bài bịt. Thì bây giờ mình chuyên phân phối tất cả những dòng máy bài từ cao cấp cho đến tầm trung. Xin chào tất cả các anh em, thì công ty máy bài bịp CVK này làm một cái video để giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu với các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đây được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900, được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro. Đấy, và CVK 680S, được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy đánh bài CVK được ngụy trang trên nền chiếc máy Samsung. Đấy, tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hải nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy đánh bài CAC này. Con máy đánh bài là con máy đánh bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ vào bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy đánh bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam, ngoài Bắc ở trên ba cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong miền Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy, đây nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ nó này. Đấy, rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đây, cái bài đó bạn đã báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt là báo đây. Đấy, môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy, 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này, cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy, nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là báo tiếp. Đấy, vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cái này các bạn này, cắt này. Đấy, khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi đều báo 2. Đấy, đây 7 điểm này, lớn nhất.
những nhà lại không qua được cái nhà bảy đấy, thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý như mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn đấy, các bạn lưu ý như mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài, tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây môn bài cào này, bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2, 4 người chơi môn bài cào ở miền Nam. Đấy, 1, 2 là 9 điểm lớn nhất này. Đấy môn bài cào này, những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo kép luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CRC 700 mới nhất hiện nay luôn, test cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam là binh sáu lá. Đây, đặt cả báo này, máy báo ba này, một binh sáu lá là ở trong miền Nam chơi là chia sáu lá. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem này, đây bài 1, 2, 3, mấy báo ấy ạ, 3 này, đây là nhà đúng nhất này. Đấy, đây là 9, 5, đấy, chia ra xếp này là 9, 5. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này lại nó không thể qua được luôn. Đấy, thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở, một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK900. Tôi sẽ test từng con một. Đây tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK900 tôi sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây để sẽ để đánh liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi máy báo 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 đây. Là lớn nhất. Những nhà lại không qua được luôn. Đấy. Đây. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo là cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy bài CVK680. Đây, đây là con máy bài CVK680S. Đấy, test cho các bạn luôn.